Chào các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn biết khi mà các bạn sử dụng đũa lâu ngày đấy các bạn ha. Đây là những chiếc đũa mà mình xài lâu ngày. Thì nếu mà mình xài lâu ngày á thì các bạn nên áp dụng theo một cái mẹo này một khoảng tầm 6 tháng đến 1 năm mình áp dụng một lần như thế này để cho những chiếc đũa của mình á ăn hàng ngày á, nó sẽ được, luôn luôn được sạch sẽ, không có vi khuẩn nấm mốc ở trong cái đôi đũa nha. Rồi thì các bạn nghĩ là các bạn rửa hàng ngày bằng xà bông á thì các bạn nghĩ là nó sẽ sạch sẽ như thế này ha, nhưng thực chất đó là sâu bên trong của đôi đũa các bạn đâu có biết là nó sẽ như thế nào đúng không. Thì bây giờ ở đây mình sẽ chuẩn bị một cái nồi nước như thế này và mình sẽ bỏ đũa này vào đây để mình đun sôi lên nha các bạn nha. Và mình sẽ bật lửa lên, mình sẽ đun khoảng tầm 20 phút nha các bạn nha. Rồi các bạn, sau khi mà mình đun nóng lên khoảng tầm 20 phút á thì cái nước này các bạn coi, cái nước bên trong của cái chiếc đũa mà mình đã đun sôi nãy giờ thì các bạn thấy nha, nó đổi màu luôn nha các bạn nha. Đó, nó biến vàng như thế này nè. Để mình đun, nếu mà đũa mình ăn á hàng năm á thì các bạn nên đun khoảng tầm 6 tháng một lần cho đến 1 năm một lần ha. Đó. Lâu lâu mình đun lại như vậy. Rồi bây giờ mình tắt nè. Nãy mình đun cũng được 20 phút rồi các bạn. Đó. Các bạn coi, đó là cái nước của bên trong cái đũa, cái như là cái đũa mình ăn nó lâu ngày bạn, nó thẩm thấu vào bên trong của cái đũa thì mình rửa nước thông thường bên ngoài xà bông bên ngoài á, thì nó sẽ không có ra hết, nó chỉ có sạch dầu mỡ bên ngoài thôi. Nhưng còn bên thẩm những cái dầu ăn hay là những cái mùi hay những chất những cái gì mà mình gấp mình ăn á thì nó sẽ thẩm thấu vào bên trong của cái đôi đũa ha. Thì bây giờ mình đun sôi lên á thì nó sẽ ra như thế này các bạn. Và ở trên nó sẽ có những cái màng giống như là mỡ các bạn. Đây bây giờ mình sẽ quay lại cận cảnh cho các bạn coi ha. Đây các bạn coi. Đó, nó sẽ có cái màng như vậy nha. Đó các bạn thấy không? Cái màng trắng trắng mờ mờ các bạn thấy không? Màng xung quanh ở trên cái mặt nước các bạn. Đây. Đó bạn thấy không? Cho nên đó là mình nhắc lại là các bạn ăn đũa, các bạn xài sử dụng đũa ăn như thế này á thì khoảng tầm 6 tháng hay là 1 năm á thì mình nên vệ sinh như thế này. Vệ sinh theo kiểu là như là mình bỏ nước vào mình đun sôi lên đôi đũa, những chiếc đũa thì nó sẽ ra những cái chất tạp như thế này các bạn nha. Đó, thì nó sẽ sạch sẽ hơn và tốt cho sức khỏe của mình hơn các bạn nha. Các bạn thấy những cái màng nè, các bạn thấy không? Đó. Đó, những cái màng dầu mỡ nó thẩm thấu vào bên trong các bạn ha. Đó thì như vậy là mình làm như thế này để mình sử dụng đũa tiếp tục nữa nó sẽ an toàn hơn nha các bạn nha. Như vậy nó đã sạch rồi đó. Thực chất là bên trong nó đã không còn dầu mỡ bên trong nữa nha các bạn nha. Rồi mình hy vọng cái mẹo này nó sẽ hữu ích cho các bạn để các bạn có được những chiếc đũa sạch sẽ để sử dụng an toàn cho sức khỏe nha các bạn nha. Rồi video của mình chia sẻ đến đây hết rồi. Nếu các bạn cảm thấy video mình hay và hữu ích cho các bạn thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh mình thêm phát triển các bạn nhé.